Anh chị em thân mến, con người được ví như cây sậy mỏng manh trước những cơn gió. Điều đó muốn nói, không ai có thể thoát khỏi những phong ba bão táp của kiếp nhân sinh. Thế nhưng, cùng với Chúa và trong Chúa, chúng ta hãy tin rằng mình có đủ sức mạnh, có đủ sự khôn ngoan để nhìn ra được những cạm bẫy, những lọc lừa của thế gian. Tin mừng thuật lại rằng, Thánh Linh thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa, ở đó 40 ngày. Câu này làm cho chúng ta nhớ đến đoạn văn trong sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 2. Thiên Chúa đã dẫn dân Israel trong hoang địa suốt 40 năm. Để làm chi? Câu trả lời có thể đọc thấy liền sau đó. Để thử thách anh em cho biết lòng dạ, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa hay không. Như vậy, đó là thời gian vừa dạy dỗ cho dân Israel biết đường lối của Đức Chúa, vừa thử luyện lòng trung tín của họ. Tiếc rằng dân Israel đã nhiều lần chống lại Thiên Chúa, còn Chúa Giêsu thì cương quyết trung thành với Thiên Chúa. Hành trình mùa chay chính là cơ hội để rèn luyện tâm hồn, củng cố đức tin để sẵn sàng vượt qua những thử thách. Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta hãy bước vào hoang địa của lòng mình để tìm ra những trở ngại, những níu kéo ngăn cản chúng ta đến gần Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ, người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Đức Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi." Đức Giêsu liền nói: "Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi." Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần đến hầu hạ người. Anh chị em thân mến, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay mời gọi chúng ta theo chân Chúa Giêsu vào hoang địa để chịu cám dỗ. Những cám dỗ mà Chúa Giêsu chịu tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến con người chúng ta. Nhưng nhìn lại, chúng ta thấy những cám dỗ đó nhắm thẳng vào bản tính của con người. Lịch sử đời sống tâm linh Kitô giáo coi ba trước cám dỗ của Chúa Giêsu như là điển hình của những cám dỗ của con người. Cơn cám dỗ thứ nhất, muốn biến đá thành bánh, là điển hình cho những sở thích vật chất, đam mê khoái lạc về ăn uống hoặc nhục dục. Cơn cám dỗ thứ hai, muốn dở trò biểu diễn để thiên hạ hoan nghênh, điển hình cho sự ham muốn danh vọng, tiếng tăm, hoặc cũng có thể tượng trưng cho sự thích thành công rẻ tiền. Cơn cám dỗ thứ ba, ma quỷ đòi buộc suy phục hắn thì sẽ được hắn chia sẻ quyền bính cai trị thế gian, tượng trưng cho lòng ham muốn quyền hành để thống trị.
Như vậy, ba cơn cám dỗ này tương ứng với ba dục vọng hay là ba đam mê được Thánh Gioan Tông Đồ tóm lại trong thư thứ nhất, chương 2, câu 16. Dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt, thói cậy mình có của. Tóm lại, cũng như trong hoang địa, ma quỷ không cám dỗ Chúa Giêsu làm điều xấu mà toàn là chuyện tốt lành. Nhưng Chúa đã vạch mặt cho thấy tính lọc lừa của nó. Điều này cũng xảy ra cho mỗi người chúng ta, cần phải biết tỉnh thức để phân định đâu là điều mà Chúa muốn chúng ta thực hành. Mỗi ngày chúng ta đọc kinh lạy cha, chúng ta không xin Chúa cất khỏi chúng ta những cám dỗ, những thử thách, cho bằng xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Bởi chính Chúa Giêsu cũng đã nêu gương khi Người cam chịu để cho Satan cám dỗ. Cám dỗ và thử thách là điều cần thiết để thanh luyện chúng ta cho nên giống Chúa. Để qua thử thách, chúng ta biểu tỏ lòng trung tín vào Thiên Chúa là Chúa của vũ trụ, là Chủ của đời ta. Chính Người sẽ và luôn dẫn dắt cuộc đời ta nếu chúng ta chịu đặt để cuộc đời mình vào trong vòng tay yêu thương và từ ái của Chúa. Amen. Xin cho con được chiều theo muôn cơn cám dỗ và hằng nói gương theo Ngài. Loài quỷ ma cám dỗ Chúa Giêsu. Nếu là con Thiên Chúa, thì hoa phép nhảy xuống kia được chăng? Do có lời chép rằng, này Thiên Sứ nâng khỏi bị va đá. Người mạnh lời đáp là, đừng thử thách Đức Chúa của chính Người. Cho con được thành tâm ăn năn sám hối và hằng tin theo tin mừng, vì nước trời nay sắp tới nơi, nước trời đã sắp tới nơi. Xin cho con được chiều theo muôn cơn cám dỗ và hằng nói gương theo Ngài. Loài quỷ ma cám dỗ Chúa Giêsu. Nếu lạy tôi tôn kính, thì tôi sẽ tặng hết vinh lợi kia. Nhưng Chúa liền phán rằng, này Satan, ngươi phải lạy Thiên Chúa và thờ phượng chính Người là Thiên Chúa chi thánh của các ngươi. Xin cho con được thành tâm ăn năn sám hối và hằng tin theo tin mừng, vì nước trời nay sắp tới nơi, nước trời đã sắp tới nơi. Xin cho con được chiều theo muôn cơn cám dỗ và hằng nói gương theo Ngài. Cho con được thành tâm.